Công an tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố Võ A à Minh, 20 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, về tội làm lưu hành tiền giả. Đỗ Chí Huyện, 25 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, Huỳnh Nhật Thư, 28 tuổi, Huỳnh Bé Thư, 23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Cà Mau, về tội lưu hành tiền giả. Trước đó, bốn người này bị Công an tỉnh An Giang bắt quả tang khi đang sản xuất, mua bán và lưu hành liên tỉnh cả trăm triệu đồng tiền giả. Cụ thể, rạng sáng ngày 31 tháng 1, Công an xã Bình Long, huyện Châu Phú, bắt quả tang huyện, đang lưu hành 7,6 triệu đồng tiền giả. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang Nhật Thư và Bé Thư khi đang tiêu thụ 8 triệu đồng tiền giả tại chợ Vịnh Tre, huyện Châu Phú. Khám xét nơi ở của họ, Công an còn thu giữ hơn 38 triệu đồng tiền giả căn cứ lời khai của nhóm người trên, lực lượng công an tiếp tục bắt võ a à minh thu giữ 63,8 triệu đồng tiền giả và nhiều tăng vật liên quan. Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 1/2024 thông qua mạng xã hội, minh mua 70 triệu đồng tiền giả và bán cho nhiều đối tượng. Sau khi tiêu thụ trót lọt tiền giả, thấy việc bán tiền giả thu lợi dễ dàng, nên minh liên hệ học cách làm tiền giả. Minh đã mua nhiều công cụ, phương tiện và làm ra hơn 184 triệu đồng tiền giả bán cho nhiều đối tượng.